quý vị, nhằm chung tay với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng chăm lo lợi ích đoàn viên, công đoàn các cấp đã có nhiều việc làm hay, mô hình sáng tạo, trong đó nổi bật là mô hình siêu thị công đoàn với giá ưu đãi dành cho đoàn viên người lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Mô hình này có tên là siêu thị mini Tân Long, do công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và thương mại Á Châu, đường số 10 khu công nghiệp Hòa Khánh xây dựng. Siêu thị này đã hoạt động được 8 tháng, được xem là siêu thị hoạt động không lợi nhuận, bởi vì đoàn viên người lao động tại công ty khi đến siêu thị này được mua hàng lẻ với giá rẻ, giá các mặt hàng rất thấp so với ngoài thị trường. Thì xuất phát từ tình hình dịch năm ngoái rất là căng thẳng, thì ban giám đốc muốn có một sự an toàn cho công nhân, thực hiện một cung đường hai điểm đến và tạo điều kiện cho công nhân có những nguồn hàng mà giá rẻ hơn thị trường, thì giám đốc đã quyết định là thành lập cái siêu thị. Thời gian đầu chỉ có khoảng 30 mặt hàng, nhưng đến nay siêu thị đã có hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu. Mặt hàng sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm. Ý nghĩa hơn, mặt hàng còn tùy thuộc vào nhu cầu của công nhân. Theo đó, công nhân có thể tự đề xuất nguyện vọng được mua những mặt hàng nào, thì trên cơ sở đó công ty tìm nhà cung cấp thích ứng để lấy hàng về siêu thị. Với 300 công nhân đang làm việc tại công ty, siêu thị này như một đặc ân lớn, đảm bảo đời sống hàng ngày của họ. Đến cửa hàng công ty mini thì mua những mặt hàng là bánh sữa với là nước mắm. Chị thấy mặt hàng ở đây là rất rẻ, giúp chị chi tiêu trong hàng ngày, như là đỡ chi phí trong sinh hoạt. Luôn xác định chăm lo đời sống người lao động tốt thì năng suất làm việc mới hiệu quả. Cho nên khi công nhân đạt kết quả công việc tốt, lãnh đạo công ty cũng tặng nhiều voucher mua hàng tại siêu thị với nhiều mức giá trị để khen thưởng, khích lệ tinh thần làm việc của người lao động. Mô hình này nhằm lan tỏa tình yêu thương của lãnh đạo công ty với đoàn viên người lao động, và chính người lao động sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu thương này đến với gia đình, người thân.